Ê, hôm nay chương trình wow. Như chơi tụi mình á. Đúng rồi. Thì gặp hai nhỏ mà nói mà hay vừa đớt vừa nhanh. Nó mà hiểu. Chọn cái số toàn là về làm giọng nói không à. Thánh Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3. Hãy cùng chào đón trợ lý của tôi, Diệu Nhi. Dừng nhạc, dừng nhạc. Em ơi, chỗ này là chỗ của các khách mời. Trợ lý thì mình đứng thẳng luôn ra đây em. Đi thẳng ra đây luôn, không phải lên đó. Dạ, tại em tính tạo ấn tượng đầu tiên cho khán giả. Thôi, cái tên em là đủ tạo ấn tượng rồi. Em làm đúng cái chức năng của mình mà chương trình mời em đi. Làm cái gì đấy? Dạ. Ôm đồ đi ra khỏi nhà. À dạ không, em nghĩ là trợ lý thì mình phải cầm, phải bưng, phải vác một cái gì đó thì nó mới ra hình ảnh một người trợ lý á anh. À trợ lý thì trông nó phải vất vả, trông nó phải nhìn trông rất là kiểu là đáng thương đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Em ơi, đấy là những trợ lý khác trong chương trình khác. Vâng. Còn trợ lý cho anh trong chương trình này thì em đứng thẳng cái lưng lên. À dạ. Em xách cái vali như vừa rồi cho anh cho nó dạ, sang vâng. Cái dáng lên xem nào. Dạ vâng. Ừ. Bỏ cái tay xuống. Vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu nữ diễn viên Diệu Nhi. Diệu Nhi xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Ngày hôm nay Diệu Nhi cảm thấy rất vui khi mà có thể đồng hành với lại... Dạ, em chờ anh tí. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ dạ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay đạo diễn chương trình có báo là trong chương trình mất đi một cái vali. Máy quay, đựng thiết bị quay của chúng tôi. Thì xin hỏi là các quý vị nếu như ai nhìn thấy thì có thể báo cho chúng tôi được biết ạ. Và chúng tôi yêu cầu bộ phận bảo vệ phong tỏa trường quay luôn ạ. Vâng, một chiếc vali màu xám ạ. Nó có thể là cái anh đang nói đến nè. Mang ra trả cho người ta. Mang ra trả cho người ta. Chương trình người ta đang quay mà đi lấy máy quay của người ta. Vâng, thưa quý vị, tôi bắt đầu lo dần về cái vị trí trợ lý trong chương trình rồi. Em có vẻ rất là thích, muốn cầm cái gì đó thì nó mới ra dáng trợ lý đúng không? Dạ đúng rồi, phải cầm rồi phải gì đó nữa. Được rồi, em ở đây với, dạ. Với tư cách là người được trợ lý, anh sẽ dạ. Nghĩ cho em dạ, vâng. Và chúng tôi muốn quý vị khán giả hãy đến ngay với chương trình và gặp gỡ với hai người chơi. Một người thì xinh đẹp, cao ráo, cô ấy là Á hậu và là siêu mẫu. Còn một người là một người mẫu, có một cái tên gọi rất đáng yêu, đó là người mẫu năng lượng. Hãy cùng chào đón Võ Hoàng Yến và Tôn Tuấn Kiệt. Chị ơi, bây giờ mình tới chương trình Giác quan thứ 6 mà chị em không, cái giác quan nó bị chợt quá rồi nè, chị thấy không? Chị là giác quan thứ 10 lận. Em với quan chủ nhật à, em xin chào anh, em chào chị Diệu Nhi ạ à. Dạ tụi em đang tới đây để tham gia chương trình Giác quan thứ 6 ạ à. Họ vào nhà tôi mà họ cứ cảm giác như là không có mặt tôi ở nhà. Hai bạn đến với chương trình đã mang theo hành trang gì để vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi? Ngoài nhan sắc này thì nói với Giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 là gì? Là chúng ta cần những cái sự linh cảm đúng không ạ? Những cái đúng. Sự linh tính. Giác. Ngoài những cái linh cảm linh tính đó ra thì em cũng có những linh kiện thời trang. Những cái sự linh tinh à, linh vật con ra ở đây. Thì em chắc chắn rằng hôm nay ngoài Giác quan thứ 6, Giác quan thứ 7, cả chủ nhật em đều chinh phục được hết ạ. Mời họ về vị trí của mình.